Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học môn toán lớp 3, bộ sách Chân trời sáng tạo. Cô Dung rất vui khi được đồng hành cùng với chúng mình trong tiết học ngày hôm nay. Bài học mm, sách học sinh trang 21-22. Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau học cách nhận biết được đơn vị đo độ dài mm, thực hiện được việc ước lượng và đo độ dài bằng thước có chia vạch mm và vận dụng giải các vấn đề liên quan. Đầu tiên, chúng mình cùng bước vào phần khám phá. Cô có bức tranh sau, các con cùng quan sát. Bạn nam nói, con kiến này dài chưa đến 1 cm. Bạn nữ nói, vậy con kiến này dài bao nhiêu? Con kiến dài chưa tới 1 cm, tức là độ dài của con kiến ngắn hơn 1 cm. Vậy yêu cầu cần có một đơn vị đo độ dài khác để có thể đo được những độ dài nhỏ như thế này. Và đơn vị đó chính là mm. Mm là một đơn vị đo độ dài. Chúng mình cùng nhắc lại với cô nào. Mm. 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 Rất giỏi. Và mm này thì được viết tắt là mm, đọc là mm. Chúng ta sẽ viết số đo độ dài của đơn vị mm như sau. Ví dụ ở đây có 1 mm thì chúng mình sẽ viết số 1 và cách một nửa chữ O rồi viết hai chữ mm. Tương tự 3 mm chúng ta cũng viết như vậy. Vậy mối liên hệ giữa mm và các đơn vị đo độ dài mà chúng ta đã học là gì? Các con cùng theo dõi tiếp nhé. Ở đây cô có một thước kẻ. Đây là độ dài 1 cm và đây là độ dài của 1 mm. Các con hãy quan sát thật kỹ và đếm xem 1 cm thì bằng bao nhiêu mm. Các con cùng đếm với cô nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À đúng rồi, như vậy là 1 cm thì bằng 10 mm, hay 10 mm thì bằng 1 cm các con ạ. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con đo độ dài bằng thước có chia vạch là mm. Ở đây cô có một mảnh giấy. Chúng mình cầm thước sao cho các số ở phía trên, số 0 thì ở phía ngoài cùng bên trái như ở hình đây cô đã minh họa. Bây giờ chúng mình sẽ đặt thước để cho vạch số 0 trùng với một đầu của mảnh giấy. Nhắc thước thì phải sát với mảnh giấy các con nhé. Và chúng mình hãy kiểm tra xem mép giấy còn lại thì trùng với vạch nào ở trên thước. Ở đây thì chúng ta có thể thấy mép giấy trùng với vạch thứ tư đằng sau vạch 4 cm. Như vậy là mảnh giấy này có độ dài là 44 mm các con ạ. Rất là dễ hiểu phải không nào? Các con đã hiểu phần này chưa? Rồi bây giờ chúng mình cùng bước sang phần tiếp theo, phần thực hành. Bài tập thực hành số 1. Quan sát các mảnh giấy. Phần A. Đo rồi nêu độ dài các mảnh giấy. Đầu tiên chúng mình sẽ đo mảnh giấy màu xanh. Chúng ta có thể dễ dàng quan sát thấy mảnh giấy màu xanh có độ dài là 10 mm, phải không nào? Như vậy mảnh giấy màu xanh dài 10 mm. Tiếp tục mảnh giấy màu vàng dài 32 mm. Mảnh giấy màu đỏ thì sao nhỉ? À, mảnh giấy màu đỏ dài 48 mm. Phần B, tính tổng độ dài 3 mảnh giấy. Chúng mình sẽ lấy số đo của 3 mảnh giấy vừa đo được để cộng lại với nhau. Lấy 10 mm cộng 32 mm cộng 48 mm bằng 90 mm hay bằng 9 cm. Chúng mình cùng bước sang bài tập số 2. Tìm hiểu quan hệ giữa mét, decimet và mm. Phần A, đếm thêm 10 mm trên cây thước của học sinh. Chúng mình cùng đếm với cô nào. 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm,
80 mm, 90 mm, 100 mm, như vậy là 1 dm thì bằng 10 cm, và 10 cm bằng 100 mm như chúng mình vừa đếm. Vậy cô có thể kết luận được rằng 1 dm thì bằng 100 mm. Tiếp theo phần B, đếm thêm 100 mm trên cây thước mét. Chúng mình cùng quan sát thước và tiếp tục đếm. 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm và 1000 mm. Vậy từ đó chúng ta có thể biết được rằng 1 mét thì bằng 10 dm và 10 dm thì bằng 1000 mm như chúng ta vừa đếm. Vậy cô có thể kết luận được rằng 1 mét thì bằng 1000 mm. Và con hãy ghi nhớ kết luận này để có thể áp dụng vào làm các bài tập sau nhé. Chúng mình cùng bước sang phần luyện tập. Bài tập luyện tập số 1, điền số. Chúng mình cần đổi từ cm sang mm. Các con hãy nhớ lại kết luận nào. 1 cm thì bằng bao nhiêu mm? À đúng rồi, 1 cm thì bằng 10 mm. Vậy ở đây chúng ta có thể điền 10. 5 cm thì bằng 50 mm. Tiếp theo phần B, đổi từ mm sang cm. Chúng mình lại nhớ lại, 10 mm thì bằng 1 cm. Vì vậy, 30 mm thì bằng 3 cm. 80 mm thì bằng 8 cm. Rất giỏi. Bài tập số 2, điền số. Phần A, 3 mm cộng ô trống mm bằng 1 cm. Chúng mình đổi 1 cm thành 10 mm để phép tính này có cùng đơn vị là mm. Ta có 3 mm cộng ô trống mm bằng 10 mm. Ở đây để tìm được số điền vào ô trống, tức là chúng mình cần tìm số hạng chưa biết. Ta lấy 10 mm trừ 3 mm bằng 7 mm. Vậy số điền vào ô trống ở đây là 7. Tiếp theo phần B, 16 mm cộng ô trống mm bằng 3 cm. Chúng mình lại tiếp tục đổi 3 cm bằng 30 mm. Ta có phép tính sau: 16 mm cộng ô trống mm bằng 30 mm. Chúng mình làm tương tự như phần A, lấy 30 mm trừ 16 mm bằng 14 mm. Vậy ta điền được số 14 vào ô trống. Bây giờ chúng mình vừa hoàn thành xong hai bài tập của phần luyện tập rồi. Tiếp tục sang bài tập số 3. Thay ô trống bằng mm, cm, dm hay mét. Phần A, chiếc bút chì dài khoảng 15 cm. Cột đèn đường cao khoảng 8 m. Cuốn sách toán 3 dày khoảng 5 mm. Găng tay cô giáo em dài khoảng 2 dm. Bài tập số 4. Chiều dài con kiến này lớn hơn, bé hơn hay bằng 1 cm? Đầu tiên, để yêu cầu chúng mình là phải ước lượng, rồi sau đó sẽ đo để kiểm tra kết quả. Cô ước lượng rằng con kiến này dài hơn 1 cm. Bây giờ chúng mình thử lấy thước đo để kiểm tra xem có chính xác là như vậy không nhé. Chúng mình cùng quan sát. Các con có thể thấy rằng là con kiến này dài hơn 1 cm đúng không nào? Vậy ta có kết luận chiều dài của con kiến lớn hơn 1 cm. Vậy là trong bài học ngày hôm nay chúng mình đã cùng nhau học một đơn vị đo mới, đó là đơn vị mm, cũng như là làm các bài tập liên quan. Cảm ơn các con đã theo dõi hết video này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở những tiết học sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.